Hội nghị sản xuất cao su 2014 diễn ra vào cuối tuần qua tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại hội nghị này, ông Trần Ngọc Thuận, tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, đồng thời là chủ tịch Hiệp hội Cao su cho biết, ngành cao su đã dự liệu các giải pháp xuất khẩu cao su vào thị trường Trung Quốc trong trường hợp có biến động giao thương giữa hai bên. Theo ông Thuận, Trung Quốc hiện là thị trường cao su tiêu thụ lớn nhất thế giới với khoảng 4,5 triệu tấn cao su mỗi năm. Trung Quốc cũng là thị trường nhập khẩu cao su lớn nhất của Việt Nam với 55% sản lượng cao su cả nước hàng năm được xuất khẩu sang thị trường này. riêng với tập đoàn cao su, thị trường Trung Quốc chiếm 25 tới 30% sản lượng cao su xuất khẩu. do đó theo hiệp hội cao su, nếu như có căng thẳng thương mại giữa hai bên, ngành cao su sẽ là một trong những ngành chịu ảnh hưởng nhiều nhất. hiện nay mặc dù tình hình giao thương vẫn diễn ra bình thường nhưng ngành đã dự liệu những giải pháp trong tình huống xấu nhất. trong hai năm qua chúng tôi cũng đã có cái sự chuẩn bị thị trường, à, những thị trường mà có cái sử dụng cao su tương đối lớn tương đương Trung Quốc ví dụ như là Ấn Độ, Mỹ, Nhật, Hàn và châu Âu. Thì riêng thị trường Trung Quốc chúng tôi cho rằng mỗi năm Trung Quốc sử dụng tới trên 4 triệu tấn cao su. Thì chắc chắn thế nào Trung Quốc cũng phải sử dụng. Vấn đề là chúng đi đây, chúng ta đi vào Trung Quốc bằng con đường nào. Thì hướng này thì chúng tôi đã có và chúng tôi khẳng định là nếu trong tình hình mà có khó khăn về biên giới thì khả năng về cao su tiêu thụ của chúng ta tôi nghĩ vẫn tiêu thụ được. Không chia sẻ cụ thể các giải pháp kỹ thuật nhưng ông Thuận cho biết, nếu không đi trực tiếp vào thị trường Trung Quốc, cao su Việt Nam có thể sẽ đi đường vòng sang các thị trường khác như Lào, Campuchia hay Thái Lan để xuất khẩu vào Trung Quốc. Bên cạnh đó, ngành cũng sẽ đẩy mạnh xuất khẩu vào các thị trường khác để giảm phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc. Theo Tổng cục Thống kê, 6 tháng đầu năm nay, xuất khẩu cao su cả nước đạt 337.000 tấn, với giá trị đạt 644 triệu đô la Mỹ, giảm 10,7% về lượng và 32,3% về kim ngạch so với cùng kỳ do giá giảm mạnh.